À, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục khui cái lo B&O này. Bữa giờ mình cũng không có làm clip khui. Cái lo này là B6 nha các bạn. Cái lo này là cũ của một bạn sử dụng rồi. Mình sẽ khui ra thử coi nó như thế nào ha. Sau một thời gian dùng rồi thì do là cái con này bữa đó người ta làm rớt nên sẽ bị vên như thế này. Sẵn mình thu lại luôn và mình test tháo ra xem coi là con này nó bên trong như thế nào nha các bạn. Thì các bạn có thấy là cái màu này cũng khá là đẹp nha. Màu nâu nè, màu mới luôn á. Rất là màu này màu mới luôn, rất là ok. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khui ra trước cho các bạn xem như thế nào về con này. Thì con này trước khi khui mình sẽ khui cái đáy ra trước nha các bạn. Cái phần đáy này nè. Bạn phải cái này đi lên. Đó. Để cho nó gọn. Ok. Dưới đây thì chúng ta sẽ có 4 con ốc, mình sẽ tháo 4 con ốc này ra. Ốc này là ốc lục giác. Ok. Con này là dòng cũng rất là cao cấp. Ok. Bây giờ mình sẽ tháo ra nha. Pin ở phần nó sẽ nằm phía dưới đáy này nha các bạn. To luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái dắt này ra, dắt nguồn ra. Dắt nguồn là rất là cứng. Ok. Còn dưới đây sẽ là một cái mít thu nằm dưới đây nha các bạn. Mít thu nằm dưới đây. Đó. Mình tháo ra luôn. Nó dễ làm. Pin. À, pin nằm dưới đáy này luôn. Gãy đây nè. Pin con này sẽ là 2600. Thì cái này mình có thể độ được max là 3400. Với không gian như thế này mình sẽ độ được 3400 là tối đa. Nha, pin 3400 là tối đa. Cái này có thể thay được nên không sao, vô tư. À, nó bị gãy cái bát rồi, nó bung ra. Ok, bây giờ mình sẽ tháo cái mặt ra nha các bạn. Nên là nhiều bạn đừng có tưởng là cái này tháo ra được, nên là cứ bứt ra sẽ bị gãy. À, do các bạn không biết bị gãy hết hai chân rồi. Bây giờ mình sẽ mở tiếp tục chân còn lại. Thì do cái con này mình mua lại của một người trên mạng á, là anh này đó làm tháo ra, không phải tháo ra mà bị rớt á, nên bị gãy mấy cái bát này nè. Rồi cố tình nè, thấy không, cố tình tháo ra nên là bây giờ mấy cái bát này sẽ gãy hết này, thấy không? Đó, thì mình sẽ tháo ra, sau mình sẽ dán lại. Dán lại được. Đây là cái mặt trước của con B6 nha các bạn. Tính ra cái này cũng được, cái này đi sơn lại vẫn được. Rồi mình sẽ để cái mặt này qua một bên. Thì đây là sẽ là cái củ loa trap và một củ loa bass toàn giải nè. Không biết loa nào toàn giải nữa. Đường nhỏ là sẽ là loa trap. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ tháo tiếp. Loa còn nguyên. Thấy không? Thì ở dưới này nó sẽ có mấy hai cái ngàm nha các bạn. Thì dưới đây sẽ có 1 ngàm, 2 ngàm, 3 ngàm, 4 ngàm. Thì sẽ giữ vào trong cái thân dưới. Nên là các bạn tháo này ra thì các bạn mới được. Còn không sẽ bị gãy giống bên đây. Đó, bên đây còn 2 ngàm thôi. 2 ngàm bên hông gãy rồi. Thì chút mình sẽ độ lại. Nếu không nó sẽ không hít được. Màu nâu rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tháo cái lo này ra nha các bạn. Đó, thì phía đây thì mình sẽ là tháo cái phần dây nguồn với là dây sạc, dây pin. Ok. Đó. Thì đây là cái mic của nó nằm trong đây.
Và cái viên pin của nó thì sẽ là 2600A, 8.4, có mã sản xuất Trung Quốc. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình khui ra tiếp nha các bạn. Đó, ok rồi, cái men cũng cứ dữ dằn á. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái mặt sau ra mới kiếm được con ốc chuyên dụng. Thì cái màu này B6 mình đang về nha bạn, hàng mới nguyên siêu luôn, 7990. Đó, màu này rất là đẹp luôn. Thì bạn nào kết cái màu này thì cứ inbox mình nha. Về có mấy cái à. Thì các bạn bạn nào thích đặt thì cứ inbox. Hàng mới nguyên siêu nha, không phải hàng cũ nha các bạn. Và cái con này mình khui rồi á, thì mình sẽ nhắc lại lần nữa là mình sẽ làm demo cho shop của mình, thì để ở shop. Đó, bạn nào thắc mắc thì cứ inbox. Cái màu này cũng khá là hiếm, nói chung không phải là hiếm mà kiểu như ít bán các bạn. Còn mà nếu bán thì giá sẽ rất là cao, không có giá 8 triệu đâu. Các bạn hãy search ra ngoài thử biết giá của nó như thế nào. Làm biết khu này phải tốn, phải hy sinh một con. Thousand years later. Okay, sau nãy giờ mình thiết kế được cái tu vít vừa vô được cái lỗ này. Ui, cộng dây đây, cộng dây da vì nâu, và đây là cái lò. Đây là cái lò nha các bạn. Đó, mình sẽ coi cái cộng dây, nó sẽ có ba phần nè. Đây là ba phần, mình sẽ rút cái này ra trước. Một phần, hai phần, ok. Ra. Còn dính với cái hai cái phụ lo, rồi đi tháo ra vậy thôi. Thầy thấy không? Thì ở đây chúng ta sẽ có tủ không nói nữa ha, hai tủ cũng khá là lớn. Và ở đây dùng cái gì mình không biết, mình thì không biết thì nó không biết, nhưng mà công nhận cái mặt của nó rất là gọn luôn, thật sự rất là gọn luôn các bạn. Bao Bluetooth nằm đây nè, đây nè. Bluetooth nằm đây chắc chắn luôn. Đây sẽ là cái nguồn mình dưới vào sạc gì đó xong vào đây. Đó, và đây là sẽ là cái phần kiểm nè, kiểm nè, kiểm là đây các bạn, sorry, kiểm là phần này. Đó, woofer, cái này là sẽ là woofer đây. Còn này là woofer, là loa tàn giải, loa tàn giải nè. Full brain này, loa tiền giải hai bên là mặt trước với mặt sau, còn loa bass là chỉ có phần này. Ủa vậy là nó không có bass cộng hưởng. Và đây là sử dụng của hàng Philips. Ủa Philips là Marshall hả? Đâu Marshall hôm bữa là dùng cái con khác, tức là hàng B&O hoặc là những cái lo Marshall, những lo khác mình không chắc chắn 100% là do hãng đó sản xuất.